Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em lại review cho các bác cái số video tiếp theo. Đó là những cái con da mẫu dao nó cũng là mới mới cho các bác coi nha. Thì các bác có thích con nào thì lựa chọn thì các bác cứ đánh dấu và gửi qua Zalo trên video em ghi góc màn hình điện thoại nhá. Hôm nay em cũng gì test nhanh cho các bác coi, đây là cái mẫu dao lọc. Dao lọc. Đây là mẫu dao lọc thì về các bác lọc gì thì các bác lọc. Mẫu này trên mạng người ta đưa cho em làm ấy. Em thấy nó cũng rất là hay, sống dày của nó là 3 ly rưỡi gần 4 ly đấy. Rất cứng. Về lọc cái này khả năng này, cái này về để chích. Chích trường. Đấy, lọc toàn thịt luôn. Đấy, đây là mẫu dao lọc tạt vế, sống cũng dày bằng tầm 3 ly rưỡi 4 ly đấy. 3 ly rưỡi. Rất là chắc chắn khỏe nha. Đây, các bác nào thích về lọc bò, lọc gà, lọc lợn đều được hết. Còn đây là cái mẫu dao đi rừng đơn giản gọn rẻ. Đấy, Curi. Đấy, các bác đừng, rất là lưỡi dài 30. Lưỡi dài 30, sống dày 5 ly. Dao gọn nhẹ. Giá bình dân cho các bác, không phải sợ đắt đỏ những con như thế này. Đây là mẫu dao chặt xương sống dày 7 ly. Lặng con này gần 1 kg về chặt xương. Đang đầu cuối đây. Tiếp theo đây là cái mẫu dao mà em vừa qua em chặt sắt đấy. Đây là mẫu dao chặt sắt sống dày 7-8 ly. Nặng 1,5 kg, 1,6 kg. Về chặt bao chặt xương cho các bác. Con này thì cũng mẫu mã thì cũng giống vậy, nhưng mà sống con này nó chỉ dày có 5 ly thôi. Đấy, con này chỉ nặng có 1 kg. Con này thì về để chuyên chặt lợn quay, heo quay. Còn đây cũng là mẫu dao chặt xương sống dày 7 ly 8 ly này. Con này nặng hơn 1 kg. Về bao các bác chặt xương luôn. Các bác ưng mẫu nào? Đây cũng vậy này. Toàn dao chặt. Đấy, toàn dao chặt các bác nhé. Để nói chung thì dao em báo giá rất nhiều rồi. Các bác xem dao em hầu như em còn báo giá hết rồi. Đấy, toàn chỉ có mấy trăm ngàn con thôi. Bao các bác là bao xài luôn. Không dỉ không xét. Các bác mua nhiều bên em rồi các bác biết. Dao nó không dỉ không xét thì các bác yên tâm mà sử dụng. Bao bén luôn cho các bác nhé. Mà là các bác hỏi đây phải thép trắng không gì không, các bác yên tâm em làm, đây là thép chất lượng luôn, không phải bàn cãi về cái chất lượng. Còn em bảo hành cho các bác luôn, có vấn đề gì thì các bác cứ trao đổi với em, sẽ có nhiệm vụ bảo hành cho các bác từ đầu đến chân, chứ không phải để cho các bác bỏ mấy trăm nghìn ra mua con dao rồi về bỏ uổng phí, là do lý do là không làm được hoặc là hỏng hóc. Em bên em là làm uy tín cho các bác như vậy. Ở cuối video xin chào, hẹn gặp lại các bác video sau nhá. Thì các bác đặt hàng cứ Zalo cho em để góc màn hình điện thoại nhá các bác nhá.